Kính thưa chủ tọa đoàn và các quý vị đồng nghiệp ạ, em rất là vinh dự và may mắn được bác sĩ tim mạch tham gia một cái hội nghị về hô hấp thường niên hàng năm, và cũng rất là vinh dự khi được trình bày một cái chủ đề mà liên quan đến một số cái bệnh lý tim mạch thường gặp mà liên quan đến bệnh thực hành lâm sàng, rất là thường gặp trong lâm sàng liên quan đến CVD. Thì như chúng ta đã biết là bệnh tim mạch và CVD là những nguyên nhân tử vong hàng đầu và gây tàn phế hàng đầu trong cộng đồng. Từ những năm 1990 thì do nguyên nhân là nghèo đói, dịch bệnh và chiến tranh thì những cái nguyên nhân mà gây tử vong hàng đầu liên quan đến là nhiễm trùng đường hô hấp và đường tiêu hóa. Tuy nhiên là cho đến năm 2020 cái tỷ lệ này đã được giải quyết. Thì cái nguyên nhân này được giải quyết thì với sự phát triển của y học và tuổi thọ con người tăng lên thì những cái nguyên nhân khác cũng được bộc ra, đó là những nguyên nhân về thiếu máu cơ tim, những nguyên nhân về tai nạn giao thông, tai biến mạch máu não, bệnh tắc bệnh phổi mãn tính. Thì trong đấy là trong những năm cái nguyên nhân hàng đầu thì là nguyên nhân về mặt tim mạch và CVD là những nguyên nhân tử vong và tàn phế hàng đầu hiện nay. Về các yếu tố nguy cơ, rất nhiều yếu tố nguy cơ và bệnh tim mạch liên quan trong CVD thì có thể nhắc tới là liên quan đến là tăng lipid máu này, tăng huyết áp này. Trong đó thì các bệnh lý mạch vành, suy tim, các bệnh lý rối loạn nhịp tim là những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân có CVD so với cái nhóm mà không có những yếu tố nguy cơ tim mạch này. Cái tỷ lệ của suy tim, bệnh mạch vành và rối loạn nhịp tim thì trong cái bệnh cảnh của CVD thì rất là thay đổi. Cái tỷ lệ rất là thay đổi phụ thuộc vào từng vùng, từng quốc gia, lãnh thổ và đặc biệt là cái thiết kế nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên là cần nhấn mạnh rằng trong cái ba cái bệnh cảnh tim mạch này thì chỉ có tỷ lệ khá là lớn trong bệnh cảnh của CVD. Giữa CVD và các bệnh lý tim mạch thì có sự tác động trên tử vong khi phối hợp giữa hai bệnh, có thể là đơn độc một bệnh hoặc là hai bệnh đồng thời nhau. Thì chúng ta nhận thấy rằng là theo sơ đồ này chúng ta nhận thấy rằng suy tim so với không suy tim trên nền CVD có thể làm tăng tỷ lệ tử vong đến 1,37%, còn CVD so với không CVD trên bệnh cảnh suy tim thì có thể tăng tỷ lệ tử vong lên 1,3 đến 1,9. Đặc biệt là những bệnh tim thiếu máu cục bộ có thể làm tăng so với những bệnh nhân không có bệnh tim thiếu máu cục bộ trên nền CVD thì làm tăng tỷ lệ tử vong đến 1,4 đến 2,4. Việc cơ chế tác động qua lại giữa bệnh tim mạch và CVD thì hiện tại chưa rõ ràng. Chưa rõ là CVD gây nên bệnh tim mạch hay bệnh tim mạch gây nên CVD, hay là cho đến thời điểm hiện tại thì là cái lý thuyết giả thuyết là thống nhất cho đến hiện tại đây là hai cái bệnh đồng mắc với nhau và rất là thường gặp với nhau. Tuy nhiên là rất nhiều các nghiên cứu cho thấy rằng CVD có rất nhiều các yếu tố nguy cơ mà có thể gây nên là các nguy cơ của bệnh tim mạch hoặc là bệnh tim mạch, đó là các đợt cấp tái phát nhiều lần của CVD này, tình trạng là ứ khí phổi, tình trạng thiếu oxy làm cho đáp ứng viêm hệ thống tăng lên, tình trạng co thắt mạch tăng, trở kháng mạch tăng, cái khả năng giảm gắng sức của bệnh nhân sẽ có là những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Đồng thời bệnh tim mạch có thể là cũng khi mà bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thì có những cái yếu tố nguy cơ như là bị khó thở mãn tính này, tình trạng thiếu oxy mãn tính này, tình trạng cũng có tình trạng đáp ứng viêm hệ thống khi có suy tim cấp tăng lên này, tình trạng kém dung nạp với gắng sức làm cho bệnh nhân bất động kéo dài thì cũng là các cũng sẽ làm cho mạch máu phổi co thắt và thiếu oxy mãn tính có thể dẫn đến CVD. Đặc biệt bệnh tim mạch và CVD có nhiều cái yếu tố đồng mắc, có nhiều yếu tố nguy cơ giống nhau như là hút thuốc lá hoặc là tăng huyết áp, tiểu đường, thì cũng có đồng thời cái yếu tố nguy cơ này làm cho bệnh nhân vừa có thể mắc CVD hoặc là bệnh tim mạch. Có nhiều hình thái của bệnh tim mạch ở nền bệnh nhân CVD, có thể là bệnh tim mạch là hậu quả của CVD trong trường hợp mà tăng huyết phổi và suy tim phải, có thể là các bệnh lý phối hợp, tức là các bệnh đồng mắc trong bệnh CVD như là suy tim, bệnh đồng mạch vành, các rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp và các bệnh van tim, thì bệnh cảnh tăng huyết phổi và suy tim phải thì sẽ được trình bày sâu trong cái topic của tăng huyết phổi. Thì trong cái bài hôm nay thì em sẽ trình bày về ba cái bệnh cảnh chính của bệnh tim mạch trong CVD, đó là suy tim, bệnh đồng mạch vành và rối loạn nhịp tim. Đây là ba cái bệnh cảnh mà cũng rất là hay gặp trong tất cả các nghiên cứu. Thứ nhất là suy tim và CVD. Thì tỷ lệ suy tim tâm thu và tâm trương ở bệnh nhân CVD thì dao động từ 20 đến 70%, tỷ lệ mắc hàng năm là từ 3 đến 4%. Suy tim là một số yếu tố dự báo độc lập và quan trọng đối với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân. Việc chẩn đoán CVD trên suy tim, tức là nền là bệnh suy tim hoặc là chẩn đoán suy tim ở bệnh nhân CVD thì gặp nhiều thách thức. Một bệnh nhân vào viện vì khó thở trên nền tiền sử gốc CVD vào khoa hô hấp ở trong tình trạng là cũng chưa có xét nghiệm siêu âm tim, bởi vì là cũng không có chuyên gia siêu âm tim ở đó, không có máy siêu âm tim. Vậy thì có những dấu hiệu nào có thể là giúp bác sĩ hô hấp nhận biết được bệnh nhân này có khả năng là bị CVD kèm theo suy tim? Thứ nhất là trên nền tiền sử bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, tiểu đường, có thể bệnh lý mạch vành, có tiền sử bệnh tim mạch, có lâm sàng gợi ý suy tim như là gan to, tim mạch cổ nổi, chân phù, vân vân. X quang tim phổi thì thường ở những bệnh CVD đơn độc thì chúng ta sẽ có thể thấy là có bóng tim hình giọt nước, nhưng bệnh suy tim có thể là có hình bóng tim đã thể to hơn bình thường.
điện đâm đồ thì không còn hình ảnh S sâu ở V5, V6 mà có dạng R lớn hoặc R lớn S nhỏ. Tiếp theo là dấu hiệu khi mà điều trị CVD tích cực nhưng mà không hiệu quả, có thể có những biểu hiện xung huyết phổi nặng trên lâm sàng với X-quang. Ví dụ đây là cái dấu hiệu của suy tim trên nền bệnh nhân CVD. Khi mà hình ảnh bên trái, bên tay trái là bệnh nhân chưa có suy tim trên nền CVD thì là bóng tinh hình giọt nước do là phổi ý khí, phổi ép và tim có thể là xoay cái trục ra phía sau. Khi bệnh nhân suy tim thì bóng tim đã to hơn so với khi mà bệnh nhân chưa có suy tim. Trên điện tâm đồ thì nếu mà CVD đơn độc có hình ảnh kinh điển đó là ở V1, V2 có hình ảnh R nhỏ, S sâu, S lớn, còn ở V5, V6 là hình ảnh S sâu. Tuy nhiên là khi mà CVD kèm theo suy tim thì những hình ảnh này không còn nữa, thì thay vì thế vào đó là ở V5, V6 có hình ảnh R lớn, S nhỏ và R lớn. Trong cái điện tâm đồ này có thể thấy là chỉ có hình ảnh R lớn. Khi chẩn đoán suy tim CVD thì cũng có gặp rất là nhiều thách thức. Đối với suy tim F giảm dưới 40% thì siêu âm tim hoàn toàn có thể giúp chẩn đoán xác định. Tuy nhiên ở những bệnh nhân suy tim F bảo tồn và giảm nhẹ thì ở bệnh CVD thì rất là khó khăn. Bản thân chưa có CVD, cái việc chẩn đoán suy tim F bảo tồn đã rất là khó khăn rồi và hầu như là chưa có thực sự một cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán. Còn ở bệnh nhân CVD thì đặc biệt bệnh nhân tuổi cao và có khí phế túng nặng thì khả năng chẩn đoán trên siêu âm tim lại còn nhiều khó khăn hơn nữa. Thì để chẩn đoán CVD, để chẩn đoán bệnh suy tim F bảo tồn và giảm nhẹ thì phải dựa trên các triệu chứng lâm sàng kèm theo tất cả các bằng chứng, ba cái bằng chứng cận lâm sàng sau. Thứ nhất là tăng cái nồng độ peptide lợi niệu BNP trên 35 hoặc là NT-proBNP trên 125 pg/ml, siêu âm tim F bảo tồn trên 50 hoặc giảm nhẹ là từ 40 đến 49%, thay đổi cấu trúc hoặc chức năng tim, ví dụ như là tăng chỉ số khối thất trái hoặc kích thước tâm nhĩ trái hoặc là rối loạn chức năng tâm trường được xác định bằng siêu âm tim. Thì thông qua cái lược đồ chẩn đoán này chúng ta có thể thấy là trên lâm sàng để chẩn đoán được suy tim ở bệnh nhân nói chung và đặc biệt là bệnh nhân CVD, thứ nhất là phải khám kỹ lâm sàng, thứ hai là phải xét nghiệm máu với chỉ số đặc hiệu tương đối đặc hiệu là NT-proBNP hoặc là BNP, thứ ba là phải có siêu âm tim. Tuy nhiên là NT-proBNP thì dù giúp cải thiện độ chính xác chẩn đoán về suy tim bảo tồn nhưng cũng có thể tăng đơn độc trong CVD mà không có kèm suy tim, đặc biệt là những người già, đặc biệt là trong trường hợp mà suy đợt cấp CVD. Siêu âm tim thì vẫn là nền tảng để chẩn đoán suy tim, có là rất là giá trị trong trường hợp suy tim F giảm và suy F bảo tồn. Tuy nhiên là ở những bệnh nhân bị khí phế túng, cái cửa sổ siêu âm tim có thể bị cản trở bởi bẫy khí, tức là khi mà bị khí phế túng thì khí rất là nhiều, nó sẽ choãn toàn bộ cái vùng ở trước tim mà làm cho cản trở cái sóng siêu âm mà chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được quả tim và cái hình ảnh rất là mờ, không thể đánh giá được chức năng của tim. Chụp MRI tim thì rất là có giá trị nhưng mà việc sử dụng nó trong thực hành lâm sàng thì bị hạn chế bởi tính khả dụng và chi phí cao. Thường thì chúng ta thường sẽ chỉ định chụp MRI tim để chẩn đoán trường hợp suy tim F bảo tồn khi nghi ngờ trên siêu âm tim suy tim do các nguyên nhân thâm nhiễm như là amylose hoặc là các sialylose. Còn chẩn đoán CVD trong suy tim thì cũng có những thách thức nhất định, đó là việc đo chức năng hô hấp thì có thể bị sai số, làm tăng mức nặng ở bệnh nhân CVD có suy tim. Do đó chỉ cần đo khi mà tình trạng suy tim và nhiễm trùng đã hoàn toàn ổn định. Kể cả mà khi tình trạng suy tim ổn định thì chỉ số FEV1 vẫn có thể bị ước tính giảm khoảng 10-20% do khả năng gắng sức bị hạn chế của bệnh nhân. Tuy nhiên là có chỉ số FEV1 thì FVC là một chỉ số đáng tin cậy và hầu như là ít thay đổi khi có hoặc không có tình trạng suy tim. Đây là một chỉ số có thể đưa vào và tất cả các hiệp hội đã đưa vào khuyến cáo để chẩn đoán CVD. Đo khí phế thân ký cũng là một cái xét nghiệm hữu ích để hỗ trợ trong trường hợp mà khó khăn để chẩn đoán. Đây là cái lược đồ mà của Gold 2019 để chẩn đoán phân biệt giữa suy tim và CVD. Thì giữa suy tim và CVD thì có những cái triệu chứng lâm sàng rất là hay gặp mà có thể nhầm lẫn giữa hai bệnh, đó là có thể là khó thở khi mà khó thở mãn tính này, giảm khả năng gắng sức này, mệt mỏi này. Ở bên suy tim thì có thể có những cái dấu hiệu thực thể như là chân phù là khó thở về đêm này, có cơn kịch phát về đêm, khó thở về đêm này, tĩnh mạch cổ nổi vân vân. Ở bên CVD thì có thể ho mạn tính, ho đờm hoặc là những cái đợt cấp CVD tái phát, nhưng mà tuy nhiên là những cái dấu hiệu lâm sàng này trên thực tế khi mà CVD và suy tim phối hợp thì rất là khó để phân biệt. Để phân biệt thì phải dựa vào các chỉ số xét nghiệm máu NT-proBNP và BNP như em đã trình bày ở trên, siêu âm tim để đánh giá EF. Còn bên chẩn đoán CVD thì dựa vào đo chức năng hô hấp với test phế quản với FEV1 và FVC, một chỉ số tương đối đáng tin cậy là dưới F70%. Các biện pháp điều trị suy tim CVD thì về mặt nguyên tắc chung là tuân theo khuyến cáo điều trị suy tim, các khuyến cáo hiện hành mới nhất của suy tim với ESC 2021 và ACC năm 2022. Đó là nền tảng gồm có các bốn cái thuốc cứ trụ nền tảng, đó là ức chế miễn truyền hoặc ức chế thụ thể hoặc là sacubitril phối hợp với vanzactam, chặn beta giao cảm, kháng estradiol và ức chế SGLT2, ivabradin phối hợp nếu mà chặn beta không có chống chỉ định hoặc không đáp ứng.
Điều trị bằng thuốc chạy beta 1 thì giúp cải thiện khả năng sống sót của bệnh nhân suy tim và được khuyến cáo ở tất cả bệnh nhân suy tim đồng thời mắc COPD. Tuy nhiên là beta 1 thì nên sử dụng các thuốc beta 1 chọn lọc cao và sử dụng với liều thấp như là bisoprolol, metoprolol, succinate và navoprolol là những thuốc mà được khuyến cáo và điều trị bệnh nhân suy tim và COPD để tránh cái tình trạng mà dùng liều cao và những thuốc mà không chọn lọc sẽ làm co thắt phế quản và làm tăng nặng và COPD. Hẹp phế quản thì là chống chỉ định với thuốc chạy beta và cần lưu ý là tuy là không phải chống chỉ định hoàn toàn với chạy beta, tuy nhiên là những trường hợp mà bệnh nhân vào vì đợt cấp của COPD có co thắt ở phổi rất là nhiều, cần phải sử dụng khí dung, phải sử dụng corticoid hoặc là corticoid đường tĩnh mạch hoặc là khí dung hoặc là thở oxy, đang phổi đang co thắt mà trên nền suy tim thì cũng thận trọng là chưa nên sử dụng chạy beta sớm vì có thể làm tình trạng mà tăng nặng COPD. Có thể khi mà chúng ta sẽ cho chạy beta khi mà tình trạng khó thở, tình trạng co thắt phế quản đã được cải thiện rõ, ổn định. Việc sử dụng corticoid đường toàn thân, đường uống, đường tiêm thì đôi khi là rất là cần thiết và không thể thay thế trong trường hợp mà bị COPD, đợt cấp COPD nặng. Tuy nhiên là việc sử dụng này thì có thể gây giữ nước và phù dẫn đến làm xấu tình trạng suy tim. Do đó là khi ở vùng bệnh nhân đã được chẩn đoán suy tim mà bệnh nhân cần phải sử dụng corticoid đường tĩnh mạch hoặc là đường uống, tức là đường toàn thân, thì việc mà thêm nếm những thuốc lợi tiểu cân đối tình trạng lâm sàng là rất cần thiết. Việc có dùng corticoid và thuốc đồng vận beta adrenergic thì chưa được nghiên cứu đầy đủ trong suy tim, nhưng mà dường như là tất cả các nghiên cứu báo cáo cho thấy là cũng không có cái tác dụng phụ lớn lên tình trạng tim mạch và có thể là được chỉ định an toàn trong trường hợp suy tim. Suy tim cấp thì nên được điều trị theo các hướng dẫn điều trị suy tim thông thường vì không có bằng chứng hỗ trợ trong một chiến lược gì thay thế. Thông khí không xâm lấn thì được bổ sung vào liệu pháp thông thường giúp cải thiện kết quả cho bệnh nhân suy hô hấp do tăng suy máu và đợt cấp của COPD cũng như là suy tim cấp do phù phổi cấp. Tiếp theo là bệnh mạch vành và COPD. Thì chúng ta đã thấy trong các tổng hợp của các nghiên cứu trên thì bệnh mạch vành là một trong ba cái bệnh lý tim mạch mà thường gặp trong COPD và tỷ lệ gặp động mạch vành trong bệnh cảnh COPD là tương đối là cao, trung bình là từ 20-30%. Đặc biệt có nghiên cứu là báo cáo lên đến 64% bệnh mạch vành gặp trong COPD. Là COPD thì ảnh hưởng rất nhiều lên các bệnh cảnh của độ mạch vành. Thì theo thống kê, nhiều nghiên cứu thấy rằng là khi bệnh nhân bị COPD mức độ trung bình đến nặng FEV1 dưới 60% thì là nguyên nhân tử vong tim mạch tối thiểu là 27%. Cứ mỗi FEV1 giảm 10% thì tỷ lệ tử vong cho tim mạch lại tăng lên 28%. Biến cố mạch vành không tử vong chiếm đến gần 20%. Và nghiên cứu chứng minh rằng là trong ít nhất 90 ngày sau đợt cấp COPD cấp tính trên nền bệnh mạch vành có nguy cơ cao thì các biến cố về tim mạch như tử vong, nhập viện do suy tim, nhiều máu cơ tim, đột quỵ, tàu thoát ngực ổn định và cần thiếu máu cục bộ thoáng qua đều tăng lên. Các đợt kịch phát có thể liên quan đến mức độ nhất định, có thể làm cho tổn thương ở mức độ nhất định đối với cơ tim. Đây có thể là góp phần vào những cái biến cố tim mạch trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này thì chưa có cơ sở đáng tin cậy nào cho thấy mối quan hệ giữa tần suất bệnh mạch vành và mức độ nghiêm trọng của COPD. Để chẩn đoán bệnh mạch vành đồng mắc với COPD thực sự là một thách thức bởi vì là cũng rất là nhiều các triệu chứng trùng lấp giữa hai bệnh. Có thể là cũng có mạch vành và COPD đều có những dấu hiệu như là khó thở mãn tính hoặc là giảm khả năng gắng sức hoặc là mệt mỏi. Triệu chứng của mạch vành để phân biệt được COPD trong nghĩ đến bệnh mạch vành trong bệnh hành COPD là triệu chứng đau thắt ngực. Tuy nhiên cái triệu chứng này thì lại không quá phổ biến ở bệnh nhân COPD. Men tim thì thường tăng nhẹ ở tất cả bệnh nhân COPD ổn định, đặc biệt là trong đợt cấp COPD và có thể liên quan đến tình trạng viêm toàn thân hoặc là bất tương xứng cung cầu oxy cơ tim, được định nghĩa là nhồi máu cơ tim không ST change tip 2, tức là bất tương ứng giữa cung cầu oxy của cho cơ tim, có hoặc không có bệnh mạch vành do sơ vữa. Tất cả dữ liệu cho thấy rằng việc mà tăng troponin trong COPD dù là có bệnh mạch vành có sơ vữa hay không sơ vữa đều là dấu hiệu tiên lượng độc lập tử vong do nguyên nhân. Và điện tâm đồ thì thường biến đổi dạng thiếu máu ở bệnh nhân COPD, đó là hình dạng T âm hoặc tăng gánh thất phải, T âm ở các chuyển đạo trước tim thì nguyên nhân là do tăng gánh ở bên thất phải gây nên. Thì siêu âm tim thì là chất lượng như là em đã trình bày phía trên ở bệnh nhân suy tim là cũng tương tự như vậy, thì siêu âm tim có chỉnh hình rất kém do tình trạng khí vệ tũng. Do vậy là câu hỏi đặt ra là khi mà một bệnh nhân COPD vào viện với những tình trạng như trên, như điện tâm đồ có T âm trước tim, men tim có tăng nhẹ và siêu âm tim thì không thể đánh giá được rõ ràng, thì câu hỏi đặt ra sẽ bệnh nhân này có bệnh mạch vành hay không và làm gì để chẩn đoán bệnh mạch vành. Bởi vì câu chuyện là khi bệnh nhân có bệnh mạch vành hoặc không có bệnh vành trên bệnh nhân COPD là tiên lượng hoàn toàn khác nhau và điều trị hoàn toàn khác nhau.
Vậy thì trong những trường hợp này, siêu âm tim gắng sức bằng dobutamin là rất là hữu hiệu. Tại sao phải dùng dobutamin mà không phải sử dụng là các biện pháp gắng sức cơ học như là bệnh nhân đạp xe đạp hoặc là chạy trên thảm trận? Bởi vì là khi bệnh nhân COPD thì khả năng gắng sức của bệnh nhân rất là hạn chế, sẽ làm giảm chất lượng và làm sai số có hiệu quả của các phương pháp. Chụp MSCT mạch vành được phân giải cao trong trường hợp mà ít nghĩ đến bệnh mạch vành, muốn loại trừ bệnh lý bệnh mạch vành. Xạ hình thiếu máu cơ tim, scintigraphy thì sử dụng rất là hữu ích. Tuy nhiên là một số thuốc hiện nay để khi mà chụp xạ hình thiếu máu cơ tim để làm tăng co thắt cơ trên phế quản, làm tăng nặng COPD, bệnh nhân phải ở tình trạng ổn định khoảng 20-30 phút khi chụp xạ hình cơ tim, thì cái việc mà để làm sử dụng thuốc tiêm vào đường tĩnh mạch làm co thắt phế quản, bệnh nhân tăng bị khó thở tăng lên khi mà chụp scintigraphy thì cũng là một cái trở ngại. Tuy nhiên là hiện nay có nhiều cái thuốc sử dụng chất dùng phương pháp mà sử dụng rất đóng dấu phóng xạ thì không gây co thắt phế quản như là 99MTC, MIBI là cũng có thể được áp dụng để sử dụng trong trường hợp mà COPD có co thắt phế quản. Chụp bằng hình qua da có thể cân nhắc ngay từ đầu ở những trường hợp mà có bệnh nhân có nguy cơ cao như là men tim tăng cao, có động mạch, hoặc là bệnh nhân điện tâm đồ biến đổi rõ, hoặc là bệnh nhân có đau ngực rõ, có nhiều cái yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường, vân vân. Điều trị nội khoa tối ưu cũng là một phương pháp có thể cân nhắc. Không sử dụng các phương pháp xâm lấn trong trường hợp mà bệnh nhân COPD nặng, tuổi cao, già yếu, cái khả năng sống còn là thấp, thì cái việc mà dù rằng là có chẩn đoán nhầm bệnh mạch vành không bệnh mạch vành thì cái liều thuốc một viên aspirin, statin, vastaren, nizamin vân vân cũng không làm thay đổi đáng kể những cái biến cố về mặt cũng không làm cho bệnh nhân nặng lên vì những cái tác dụng phụ của thuốc, và đồng thời có thể nếu bệnh nhân mắc bệnh mạch vành có thể làm giảm các biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Về điều trị bệnh vành COPD thì về mặt nguyên tắc là bệnh nhân nên được điều trị theo hướng dẫn của bệnh vành hiện đại, vì không có một bằng chứng nào cho thấy là giữa bệnh vành và COPD thì khi bệnh vành cần phải điều trị một khác biệt nào đó, thì cũng dựa trên nguyên tắc là khám trực tiểu cầu đơn hoặc kép tùy thuộc vào bệnh nhân có trong bệnh cảnh cấp hay không cấp, có được can thiệp tái tiêu máu hay không tái tiêu máu bằng can thiệp hay là bằng bắc cầu. Thứ hai, điều trị statin, ức chế men chuyển, vân vân. Đặc biệt là các liệu pháp để giảm triệu chứng đau thắt ngực của bệnh nhân, phần phải nhấn mạnh đó là có thể sử dụng các thuốc là chặn beta rau cám, chặn kênh canxi. Ngoài ra còn các thuốc để giãn mạch hoặc là thay đổi quá trình chuyển hóa, tăng khả năng dung nạp của cơ tim trong tình trạng thiếu oxy như là vastarentin, metazidin, các thuốc giãn mạch nicorandin, ranirozin, nicrosirin vân vân. Vậy thì cần nhấn mạnh là trong giống như là suy tim thì trong bệnh mạch vành thì vẫn có thể sử dụng các thuốc chặn beta. Tuy nhiên là phải sử dụng các thuốc chặn beta chọn lọc và tránh dùng liều cao, bởi vì các liều cao có thể làm tăng cái khả năng tác dụng phụ của trên cơ trên mạch máu, làm co thắt mạch máu, cơ trên phế quản của bệnh nhân COPD. Đó là các thuốc đã nhắc đến là bisoprolol, metoprolol, succinat và nebivolol. Các thuốc ức chế kênh canxi cần lựa chọn thay thế hoặc là phối hợp. Ivabradin thì là đã được chứng minh là cải thiện về mặt triệu chứng và giảm khả năng nhập viện do suy tim ở bệnh nhân có bệnh mạch vành và suy tim, do đó được chỉ định trong trường hợp mà có chống chỉ với chạy beta hoặc là chạy beta chưa đủ liều để làm giảm tần số tim dưới 70 lần trên phút. Điều trị tái tiêu máu của mạch vành và suy tim cũng rất là phải cân nhắc, bởi vì là khi bệnh nhân có chỉ định tái tiêu máu thì tái tiêu máu sẽ có hai cái biện pháp, một là can thiệp động mạch qua da là PCI, thứ hai là bắc cầu chủ vành. Vậy thì dựa chọn phương pháp nào phải tùy theo từng bệnh nhân. Các thang điểm trên lâm sàng có giúp đánh giá, chẳng hạn thang điểm xanh TAS 2, thang điểm STS hoặc Euroscore 2 là giúp có thể chúng ta có thể đánh giá lượng giá được nguy cơ tử vong tim mạch, chu phẫu khi bệnh nhân trải qua COPD, và giúp chúng ta đánh giá là nên chọn phương pháp nào. Về mặt nhìn chung thì PCI là an toàn trên bệnh nhân COPD. Tuy nhiên về mặt dài hạn, rất nhiều nghiên cứu chứng minh là bệnh nhân có COPD thì có tăng tỷ lệ nhồi máu cơ tim và tái can thiệp mạch đích so với cái bệnh nhân mà không có bị COPD. Cái này thì cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi. CABG thì không nên áp dụng cho bệnh nhân COPD nặng, bởi vì tăng cái nguy cơ tử vong, và ở bệnh nhân nhóm COPD nhẹ và trung bình là tỷ lệ tử vong sau mổ tương tự ở nhóm mà không bị COPD. Do đó ở những đối tượng COPD mức độ nhẹ và trung bình có thể cân nhắc biện pháp CABG cho bệnh nhân. COPD thì nên được điều trị giống như thường lệ khi không, vì bởi vì cũng không có bằng chứng nào cho thấy là bệnh nhân COPD cần được can thiệp điều trị khác khi phối hợp với động mạch vành. Khi cần thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài thì nên bắt đầu bằng thuốc cholinergic tác dụng kéo dài như ipratropium hoặc là tiotropium, phối hợp corticoid cộng với kích thích beta 2 tác dụng kéo dài giảm hít nếu mà thuốc kháng cholinergic đơn độc không hiệu quả. Và đặc biệt nhấn mạnh là theophylline là thuốc thứ ba và không nên được sử dụng ở bệnh nhân có hẹp mạch vành, có ý nghĩa
bởi vì là thuốc này có thể gây co thắt mạch vành và gây nên cái triệu chứng đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim cho bệnh nhân, trừ khi tất cả các thuốc giãn phế quản khác không hiệu quả hoặc là chống chỉ định. Tiếp theo là cái bệnh cảnh cuối cùng mà em muốn trình bày là rối loạn nhịp tim và CVD. Thì tỷ lệ cái rối loạn nhịp tim gặp trong CVD là đến 60-84%, có nghĩa là rất là thường gặp, hầu như là cứ 10 bệnh nhân vào viện thì có 8 bệnh nhân sẽ gặp các biến cố rối loạn nhịp này. Rối loạn nhịp tim nguy hiểm thì cần phải nhắc đến là có nhịp nhanh nhĩ đa ổ, rung nhĩ, nhịp nhanh thất có triệu chứng. Bởi vì bệnh cảnh nó có thể liên quan đến thiếu oxy, nhiễm toàn hoặc rối loạn điện giải, FEV1 giảm. Các thuốc điều trị trong suy tim có thể gây nên rối loạn nhịp tim khi mà có CVD như là Dibuxin, các thuốc Theophylline và các thuốc kích thích beta 2, đặc biệt là thuốc kích thích beta 2 tác dụng ngắn. Về mặt nguyên tắc chung là vẫn tuân theo các khuyến cáo hiện thành điều trị rối loạn nhịp tim, cần phải tối ưu hóa điều trị CVD và thở oxy để đảm bảo SpO2 nằm trong mục tiêu đích là 90-94%, đảo ngược tình trạng co thắt phế quản, điều trị tăng xoay máu bằng thuốc giãn phế quản hỗ trợ hô hấp. Cần đặc biệt lưu ý là các thuốc kích thích beta 2 tác dụng ngắn là thuốc điều trị then chốt cho đợt cấp CVD và nên được điều trị liều để có tác dụng giãn phế quản, giảm co thở và không thay đổi nhịp tim quá mức, giảm liều hay tạm dừng CVD bởi vì thuốc này làm tăng cái khả năng rối loạn nhịp tim rung nhĩ và hoặc là bệnh nhịp nhanh nhĩ đa ổ. Rung nhĩ thì loạn nhịp thường gặp ở bệnh nhân CVD, cần phải chẩn đoán phân biệt với nhịp nhanh nhĩ đa ổ bởi vì là việc điều trị hai cái rối loạn nhịp này hoàn toàn khác nhau. Bởi vì rung nhĩ thì thường là khi có rung nhĩ nhanh thì thường là đáp ứng kém với sốc điện chuyển nhịp, nhưng là đáp ứng tốt khi mà sử dụng các biện khi mà điều trị các bệnh nền CVD tốt, giãn phế quản tốt và sử dụng các ức chế canxi non-DPH. Về điều trị rung nhĩ là cũng tuân theo các nguyên tắc chung, đó là chống đông và kiểm soát tần số, giải quyết nguyên nhân sốc điện chuyển nhịp nếu mà có rối loạn huyết động, kiểm soát nhịp và có thể cân nhắc tùy theo từng trường hợp. Điều trị quan trọng nhất trong trường hợp này đó là điều trị bệnh phổi, bởi vì bệnh phổi là cái nguy cơ, là cái nguyên nhân nền tảng, nguyên nhân gốc mà gây nên cái rối loạn nhịp nhĩ. Do đó nếu mà không có rối loạn huyết động do rung nhĩ gây nên thì vấn đề phải điều trị các thuốc để cải thiện cái tình trạng hô hấp cho bệnh nhân là rất quan trọng. Các thuốc corticoid, các thuốc giãn phế quản, kháng sinh v.v. thì sẽ làm cải thiện được cái tình trạng rối loạn nhịp nhĩ cho bệnh nhân. Cũng như đã nhấn mạnh thì việc mà sử dụng các thuốc chống loạn nhịp, các thuốc để kiểm soát nhịp cho bệnh nhân hoặc là chuyển nhịp bằng sốc điện sẽ không có hiệu quả rất thấp trong trường hợp mà tình trạng hô hấp mất bù vẫn chưa được cải thiện. Theophylline và các thuốc chạy beta, thuốc kích thích beta, các loại đặc biệt là tác dụng ngắn thì có thể gây đến rung nhĩ như em đã trình bày và gây khó khăn cho rối loạn thất. Do đó là trong trường hợp mà nhịp tần số rối loạn nhịp nhĩ rất là nhanh, không thể kiểm soát được tần số, không thể kiểm soát được nhịp thì cần phải cân nhắc vấn đề dừng các thuốc này lại. Việc để kiểm soát đáp ứng thấp thì tần số thì thường đối với rung nhĩ để kiểm soát tần số thì thường thành công và an toàn với các thuốc ức chế canxi nhóm non-DPH và có thể kết hợp với amiodarone. Tuy nhiên là cần hết sức thận trọng bởi vì không nên sử dụng amiodarone kéo dài, có thể là trong đợt cấp nhịp tim rất nhanh các thuốc sẽ beta non-DPH chưa có tác dụng ngay, digoxin đường ống cũng chưa có điện đường tĩnh mạch cũng chưa có tác dụng ngay thì mình có thể cân nhắc sử dụng amiodarone đường tĩnh mạch để kiểm soát tần số tim xuống. Bởi vì tần số tim càng tăng cao thì là cái khả năng cái dung nạp của bệnh nhân sẽ càng kém, có thể sẽ gây nên tình trạng suy tim cấp cho bệnh nhân ở những bệnh nhân mà không có bệnh tim gì trước đó. Đấy, vì không thì không nên sử dụng, tuy nhiên là về mặt lâu dài thì không nên sử dụng amiodarone kéo dài vì ở bệnh nhân CVD về bản thân amiodarone đã có thể tác dụng phụ đó là gây sơ phổi thì trên nền bệnh nhân CVD thì cái khả năng này tỷ lệ còn tăng cao hơn nữa. Digoxin thì cũng có thể phối hợp để với thuốc ức chế canxi, tổng đặc biệt là đối với khi mà chức năng thất trái giảm. Một thuốc khác là ivabradin thì em đã nhấn mạnh ở trên ivabradin cho đến thời điểm này tất cả khuyên cáo chỉ được chỉ định trong trường hợp mà suy tim hoặc là nhịp nhanh xoang không thích hợp, suy tim với tức là ở cái đối tượng của suy tim nhịp nhanh xoang trên 70% hoặc nhịp nhanh xoang không thích hợp trên 100%. Thì có một số nghiên cứu gần đây là cho thấy là ivabradin trên dược phẩm trên lâm sàng là procalcitonin cũng có tác dụng trong trường hợp mà rung nhĩ, tức là có thể ức chế cái nút nhĩ thất và làm giảm cái tần số thất cho bệnh nhân. Nên trong trường hợp một số trường hợp mà rất khó trên lâm sàng sử dụng các thuốc như cortisone nếu bệnh nhân chống chỉ định không dùng được, ví dụ suy gan nặng cũng không sử dụng được, các thuốc như là chặn kênh canxi non BH cũng không sử dụng được do tình trạng suy tim thì cái lựa chọn bằng ivabradin cũng không phải là lựa chọn tồi. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân hoàn toàn kháng trị với tất cả các phương pháp trên thì đốt điện nút nhĩ thất và tạo nhịp thất thì có thể là một phương pháp cần phải lựa chọn. Nhịp nhanh nhĩ đa ổ đây là loại dạng nhịp mà trên thực hành lâm sàng là như em đã
cũng thường xuyên đi hội chẩn các khoa hô hấp thì nhận thấy là các bác sĩ chỉ thường là nhận biết được là nhịp nhanh nhĩ, chứ không chưa có định nghĩa nhiều về cái nhịp nhanh nhĩ đa ổ. Thì cái nhịp nhanh nhĩ đa ổ là nhịp gì, bản thân của nó nhịp nhanh nhĩ trên nền vẫn là một cái nhịp xoang chứ không phải rung nhĩ, tuy nhiên là nó cũng có một phần nào đó loạn nhịp không hoàn toàn tương tự như rung nhĩ. Vậy để nhận biết ra thì là trên nền vẫn là một bệnh nhân điện tâm đồ là nhịp xoang, tuy nhiên là sẽ nhìn thấy các sóng P khác nhau, có ít nhất 3 sóng P khác nhau trên một cùng một chuyển đạo. Đấy là 3 sóng P là xuất phát từ 3 cái ổ phát nhịp nhĩ khác nhau tạo nên cái nhịp nhanh nhĩ đa ổ. Đa ổ có nghĩa là rất nhiều ổ và được định nghĩa là trên 3 ổ thì được gọi định nghĩa là nhịp nhanh nhĩ đa ổ. Thì trong vấn đề điều trị thì cũng không hơi khác biệt so với rung nhĩ. Đối với nhịp nhanh nhĩ đa ổ, rung nhĩ thì cần phải phân biệt với nhịp nhanh nhĩ, bởi vì như đã nói trên thì rung nhĩ thì kém đáp ứng với sốc điện, còn nhịp nhanh đa ổ nếu mà nhanh thì sốc điện vẫn có thể hiệu quả. Thứ hai nữa là nhịp nhanh nhĩ đa ổ thì không có chỉ định dùng thuốc chống đông, trong khi rung nhĩ là cần phải dùng thuốc chống đông. Tất nhiên là tính thẳng điểm SAS-VAS cho bệnh nhân có bệnh van tim hay không bệnh van tim vân vân. Thì ngoài ra là còn phải nhấn mạnh là trong cái trường hợp để kiểm soát tần số thì verapamil và metoprolol succinate chạy beta chọn lọc thì là ưu tiên để điều trị nhịp nhanh nhĩ đa ổ. Khi dùng verapamil thì cần thận trọng là theo dõi SpO2, bởi vì verapamil khi tác dụng của nó ở liều cao có thể gây giãn mạch, mà đáp ứng của bệnh nhân khi mà tình trạng CVD kéo dài là tình trạng co mạch để tăng oxy thì verapamil làm giãn mạch thì có thể làm tụt SpO2 của bệnh nhân, giảm oxy máu của bệnh nhân. Verapamil thì được sử dụng thường quy hơn là diltiazem, là có nhiều nghiên cứu support nó hơn. Còn metoprolol thì ngoài vấn đề mà điều trị các nhịp nhĩ thì nó cũng có bằng chứng trong nhiều nghiên cứu chứng tỏ sự an toàn hiệu quả để kiểm soát các tần số thất, các rối loạn nhịp thất, nhịp nhanh thất không bền bỉ hoặc là rối loạn tâm thu thất mà không làm tăng nặng CVD. Để điều trị nhịp nhanh nhĩ đa ổ và rối loạn nhịp thất thì ngoài vấn đề trên thì cần phải chú ý bổ sung cả magnesium, bởi vì đây là một trong nguyên nhân gây nên rối loạn nhịp tim, và việc bổ sung này thì đôi khi là cũng có thể cắt đứt ngay cái nhịp nhanh nhĩ đa ổ hoặc là nhịp nhanh thất không bền bỉ. Thường là cần trên lâm sàng là cần phải bổ sung theo đường truyền tĩnh mạch và sau đó là duy trì đường uống, tuy nhiên là cần phải định lượng magie trong máu để biết là bệnh nhân đã đầy đủ magie hay chưa, hay là nếu mà quá liều thì có thể gây những rối loạn nhịp liên quan đến tăng magie máu. Và để kết thúc bài trình bày của em thì em xin đưa ra kết luận là CVD là tăng nguy cơ bệnh tim mạch và ngược lại, bệnh tim mạch có thể làm tăng CVD. Đây vốn là hai bệnh thường gặp, thường kết hợp với nhau và làm tăng nguy cơ tử vong và các biến cố tim mạch. Chẩn đoán bệnh tim mạch trên nền CVD hoặc và ngược lại CVD trên nền bệnh mạch thì thường khó khăn trong nhiều trường hợp và cần phải thăm khám kỹ lâm sàng, sử dụng các biện pháp chẩn đoán hình ảnh phù hợp để trợ giúp. Về điều trị nhìn chung là tuân theo nguyên tắc chung của mỗi bệnh, có nghĩa là CVD điều trị theo phác đồ CVD, bệnh tim mạch điều trị theo phác đồ của bệnh tim mạch. Tuy nhiên chỉ có một số các điểm lưu ý khi sử dụng thuốc để đạt được tối ưu hóa vấn đề điều trị. Và em xin trân trọng cảm ơn.